chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, một người nông dân làm ăn kinh tế mỗi năm cho thu lãi hàng tỷ đồng đã là một điều đáng quý. Nhưng đáng quý hơn nữa khi người nông dân ấy hết lòng hỗ trợ giúp đỡ những người nông dân khác trên quê hương mình làm ăn phát triển kinh tế với cách làm ăn mới trong mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới. Vậy những người nông dân 2 trong 1 như vậy họ là ai? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến thăm người nông dân 2 trong 1 trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có văn bản yêu cầu các ban ngành, tổ chức, đơn vị liên quan chỉ đạo tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công theo nghị quyết số 01 của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và nguồn sử dụng đất. Hiện tình hình triển khai các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Hưng Yên vẫn rất chậm. Tại thành phố Hưng Yên có 4 dự án chưa giải ngân, huyện Ân Thi có 7/11 công trình chưa thi công, huyện Văn Giang 19/22 dự án vẫn chưa triển khai. Nguyên nhân do một số đơn vị địa phương thiếu quyết liệt, đủ để trách nhiệm trong phối hợp xử lý công việc và tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ. Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên định duy trì tăng trưởng tín dụng cả năm là 14%, thay vì xem xét khả năng có thể nới thêm một vài phần trăm như đề xuất của một số chuyên gia. Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, diễn biến phức tạp, việc điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng phải tính đến mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng sau đại dịch Covid-19. Nếu cho phép tín dụng tăng trưởng quá nhanh, có thể gia tăng nguy cơ rủi ro lạm phát, gây bất ổn kinh tế vĩ mô. Cục đô lãi suất huy động giữa các tổ chức tín dụng để có nguồn vốn cho vay sẽ dẫn đến lãi suất cho vay tăng, nợ xấu tăng theo, đe dọa sự an toàn của hệ thống tài chính. Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi lần 2 về quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư với 2 phương án. Phương án 1 là bổ sung mới quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định căn cứ vào thời hạn sử dụng của công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng, thường từ 50 đến 70 năm. Phương án 2 giữ nguyên quy định hiện hành, thời hạn sở hữu nhà chung cư theo quy định của pháp luật đất đai. Hiện phương án 1 đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Từ 15 giờ chiều 21 tháng 9, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng trên lít, xăng RON 95 giảm 630 đồng trên lít, dầu diesel giảm 1.650 đồng trên lít, dầu hỏa cũng giảm 1.970 đồng trên lít. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 về mức 21.780 đồng, xăng RON 95-3 là 22.580 đồng trên lít, dầu diesel có giá 22.530 đồng trên lít. Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn với xăng là 450 tới 451 đồng trên lít, còn dầu là 300 tới 741 đồng trên lít hoặc kg tùy từng loại. Theo thông tin từ các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam, iPhone 14 dự kiến được bán chính hãng từ ngày 14 tháng 10 và người dùng có thể đặt hàng trước từ mùng 7 tháng 10 với giá bán dự kiến từ 24 tới 50 triệu đồng. Kể từ khi ra mắt, số lượng người quan tâm sản phẩm này tại Việt Nam là vô cùng lớn, ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ trong nước như FPT Shop, Thế Giới Di Động, Top Zone, Cellphone S đã lên tới hơn 100.000 người đăng ký nhận thông tin sản phẩm. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy, trong tháng 8 vừa qua, toàn thị trường tiêu thụ được hơn 8.800 ô tô các loại, giảm 45% so với tháng trước và giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tiêu thụ thấp nhất trong một tháng kể từ năm 2015 đến nay. Nguyên nhân thị trường sụt giảm là do dịch Covid-19, khiến nhiều nhà máy ô tô trong nước có thời điểm phải tạm dừng sản xuất và sức mua xuống thấp vì tình hình tài chính của người tiêu dùng xấu đi. Thưa quý vị và các bạn, người nông dân làm ăn kinh tế mỗi năm cho thu lãi hàng tỷ đồng đã là một điều đáng quý. Nhưng đáng quý hơn nữa khi họ đã góp phần gây dựng, hỗ trợ những người nông dân quê hương phát triển nghề nông trong mô hình hợp tác xã để cho họ được tiếp cận với những cách làm ăn mới, hỗ trợ về con giống, về cây trồng và tạo ra nhiều việc làm tại địa phương. Đó có thể gọi là những người nông dân 2 trong 1. Và trong chương trình tạp chí Kinh tế Phố Hiến ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến thăm mô hình của một người nông dân 2 trong 1 như thế. Người nông dân đã vừa được tôn vinh là nông dân Việt Nam xuất sắc. Tôi
tôi làm trang trại là bắt đầu từ 2018. Bắt đầu chúng tôi xây dựng thì chúng tôi đã nuôi được 2 vạn con. Trang trại của chúng tôi được tỉnh và huyện tạo điều kiện cho chúng tôi thành lập một khu chăn nuôi xa dân cư. Hiện tại bây giờ chúng tôi có khoảng 24.000 m² và chúng tôi đang nuôi 60.000 con gà đẻ, trứng thương phẩm. Cái đầu ra hiện tại như bây giờ trứng của chúng tôi là thứ nhất là bán cho thị trường ở Bắc Ninh, thứ hai nữa là ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình. Bình thường mỗi một ngày của chúng tôi này nó độ khoảng tầm ngót ngót 5 vạn. Vâng, và xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây chính là nhân vật mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Đó là người nông dân 2 trong 1, là anh Tuệ tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, người vừa được tôn vinh với danh hiệu đó là người nông dân Việt Nam xuất sắc ạ. Vâng, thưa anh, là tại sao anh lại lựa chọn hướng đi đó là nuôi gà để lấy trứng thương phẩm để bán ạ? Với rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác của nghề nông thì anh lại lựa chọn cái điều đó? Cái thứ nhất là chúng tôi nuôi con gà này, tôi nghĩ là nó sẽ chắc chắn hơn những các con vật nuôi khác, bởi vì chúng tôi nuôi này là tháng cho ăn thì chiều nhặt trứng. Còn các con vật khác thì có thể nuôi trong độ khoảng 3 đến 5 tháng thì mới được thu hoạch. Thì lúc bây giờ thì thời gian giá cả nó không được chủ động. Như chúng tôi thì nuôi con gà là nó thể hiện trên hàng ngày, tức là được và thua. Trong suốt quá trình khi mà mình đã lựa chọn việc nuôi gà lấy trứng thương phẩm để bán như vậy thì chắc hẳn là cũng gặp không ít khó khăn. Anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả được không ạ? Khó khăn thứ nhất lên trên này, thực sự ra mà nói nó là một cánh đồng chiêm trũng. Đấy, thì chúng tôi cũng rất là vất vả đầu tư san lấp. Chúng tôi bỏ ra khoảng tầm xấp xỉ 20 tỷ. Đấy là lúc đầu tiên. Số tiền đấy thực sự là chúng tôi cũng rất là khó khăn. Vốn của chúng tôi thì cũng có chỉ có một phần nào đó. Sau đó thì nhờ vào ngân hàng nông nghiệp. Đấy, họ cũng tạo điều kiện giúp đỡ cú vấp ngã sâu sắc nhất. Tức là vào thời điểm năm 2020, đấy là cái dịch Covid. Tuy rằng là chúng tôi sản xuất ra được những quả trứng rất là tốt. Nhưng mà cái vấn đề mà để đi lại, vận chuyển, tiêu thụ, đấy là cái vấn đề khó khăn nhất. Có thời điểm khó khăn nhất là tôi đã phải nhờ đến giải cứu của hội nông dân của huyện và của tỉnh giải cứu cho tôi, là thứ nhất là quả trứng, thứ hai nữa là con gà. Thiệt hại lúc bấy giờ thì tôi mất được khoảng 2 tỷ, ngót ngót 2 tỷ. Và cái dấu mốc đánh dấu là mình đã thực sự là cảm nhận được cái sự thành công với mô hình nuôi gà lấy trứng thương phẩm của anh là khi nào ạ? Và anh có thể tiết lộ cái con số khi đó mà mình thu lãi được ạ? Dấu mốc của chúng tôi thì tháng 4 của năm 2021. Bắt đầu lúc bấy giờ chúng tôi là có thu nhập lớn nhất đến bây giờ. Vâng, cái con số là bao nhiêu ạ? Con số thì lúc bấy giờ thì cứ bình thường là tháng chúng tôi được khoảng từ 800 đến 900 triệu. 900 triệu ạ? Vâng. Một tháng. Có thể nói rằng anh đã khá là thành công với cả mô hình này rồi. Nhưng mà tại sao anh đã không quyết định là đi một mình mà lại đứng lên để thành lập mô hình đó là hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia ạ? Tôi quyết định thành lập hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia này là cái thứ nhất là về cái quy mô, cái thứ hai nữa là tất cả những các gì chúng tôi đã thành lập nên hợp tác xã thì được ưu ái từ mọi đơn vị, ví dụ chẳng hạn như là của huyện, của tỉnh là được ưu ái rất nhiều cái, chẳng hạn là đường đi nối lại, họ cũng là hỗ trợ cái vấn đề tiền đường, tiền văn phòng, tất cả những các gì đấy. Đấy là cái thuận lợi. Cái thứ hai nữa là về các công ty lấy cám thì hoặc lấy thuốc, tất cả những cái đó thì mình rất là thuận lợi, tức là hợp đồng với tất cả các công ty và các công ty thuốc nữa thì nói chung là họ rất là tin tưởng. Cái thứ nhất là được ưu ái, bởi vì cái số lượng của chúng tôi đã thành lập nên hợp tác xã thì thuận lợi hơn, cái số lượng nó nhiều hơn, ưu đãi về cái giá cả tốt hơn. Hội nông dân của huyện, của tỉnh tức là giúp đỡ chúng tôi là cái thứ nhất là giải cứu và tiêu thụ nông sản. Ví dụ như chẳng hạn như vừa cái năm 2020 là giải cứu cho tôi là quả trứng hoặc con gà. Đấy. Số lượng lúc bấy giờ của tôi là 12.000 con gà. Và trứng thì chắc phải mấy chục vạn. Dự tính nếu như mà không có hội nông dân của huyện, của tỉnh thì chúng tôi thiệt hại độ khoảng tầm ngót 2 tỷ. Và khi đứng trong mô hình hợp tác xã chăn nuôi rồi thì anh cảm nhận là có những cái sự thuận lợi hơn như thế nào ạ? Thuận lợi là cái thứ nhất là có thể là cách mua bán hợp đồng trong với các cái công ty đó thì nó được cái sự ưu ái. Cái thứ hai nữa là cái hàng hóa mà sau này chúng tôi mà có phát triển chúng tôi bán đi thì ví dụ chẳng hạn giữa các hộ nông dân và chúng tôi đấy là có giúp đỡ nhau trong cái lúc khó khăn nhất, chẳng hạn như là lúc ế và bên nọ không bán được thì chúng tôi sẽ bán lại. Đối các thành viên ở trong hợp tác xã không bao giờ phải, tức là không phải suy nghĩ đến cái vấn đề lo lắng đến cái dịch bệnh hoặc là các cái bệnh tật khác, bởi vì đã cái thứ nhất tôi đến
từng trại, từng hộ để chăm sóc, chia sẻ cách chăm sóc và làm như thế nào chúng tôi sẽ chia sẻ. Thứ hai nữa là nhờ vào các anh em của các đơn vị, của các công ty thuốc đấy, hoặc công ty cám là thành phần kỹ thuật, họ trên danh nghĩa của hợp tác xã thì chúng tôi có mời về thì họ giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi có thể là từ 1 tuần đến 10 ngày trong những lúc mà thời gian mà chăm sóc những con gà khó khăn nhất. Anh có thể tiết lộ về con số thu nhập của những cái thành viên khác trong hợp tác xã của anh là như thế nào? Trong hợp tác xã của chúng tôi, các hộ kia thì bình thường cũng khoảng tầm 200 hoặc cho đến 300. Một người. Một tháng. Ví dụ chẳng hạn như bên chỗ chú em đây của tôi, thường thường là lúc bây giờ tầm 250 đến 300 một tháng. Bởi vì anh em chúng tôi thành lập hợp tác xã chăn nuôi thì nó cũng rất nhiều thuận lợi. Bao tiêu cái sản phẩm ra thì nó được ưu ái hơn. Vậy rồi các hợp đồng thì nó ta chú ý hơn, rất là nhận được nhiều hợp đồng. Sản phẩm thì của mình thì đến đâu thì nó tiêu thụ hết đến đấy, còn không đủ cung cấp cho thị trường. Anh em chúng tôi cũng rất là cần vốn để làm, muốn mở rộng thêm quy mô rộng lớn hơn. Cái mô hình của hợp tác xã Nguyễn Gia là một trong những mô hình điểm của huyện Kim Động và Hội nông dân huyện đánh giá rất là cao. Ở Hội nông dân huyện thì chủ yếu là kết nối cho một số các cái công ty trên địa bàn huyện Kim Động để tìm đầu ra cho quả trứng của hợp tác xã Nguyễn Gia. Ngoài ra hỗ trợ cho vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Hưng Yên. Cái định hướng tiếp theo của anh trong tương lai là như thế nào ạ? Cái hướng phát triển trong tương lai của chúng tôi là cái thứ nhất là nó sẽ có quy mô, nó sẽ hiện đại hơn. Nuôi con gà thì nó là băng chuyền, nuôi toàn bộ trên hệ thống là băng chuyền, tức là lấy trứng và thu phân và cho ăn toàn bộ bằng băng chuyền. Và tới đây thì chúng tôi mong muốn là chúng tôi có đến 100.000 con gà. Chúng tôi đang làm cái phân vi sinh, chắc chắn là tôi làm cái này thì nó sẽ không còn cái gây đến cái ô nhiễm môi trường nữa, tuyệt đối chắc là không còn nữa. 3-4 hộ nữa cũng đang rất là mong muốn là tham gia vào cái hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất là sẵn sàng và giúp đỡ các thành viên đó. Thưa quý vị và các bạn, muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng mà muốn đi xa thì đi cùng nhau. Có lẽ câu chuyện về mô hình trang trại của anh Tuệ cũng như là hợp tác xã Nguyễn Gia cũng đã phần nào minh chứng cho điều đó. Kinh tế tập thể mà một thành phần vô cùng quan trọng đó chính là kinh tế hợp tác xã, là thành phần kinh tế quan trọng được Đảng và Nhà nước rất quan tâm phát triển. Những mô hình như của anh Tuệ cũng như là hợp tác xã Nguyễn Gia là điều vô cùng đáng quý và rất cần được nhân rộng. Rất là cảm ơn anh Tuệ đã dành thời gian trao đổi với tạp chí Kinh tế Phố Hiến ngày hôm nay ạ. Anh xin chân thành cảm ơn em. Dạ vâng. Vâng, câu chuyện của anh Tuệ cũng như là hợp tác xã Nguyễn Gia cũng đã khép lại tạp chí Kinh tế Phố Hiến tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp công ty cổ phần Gốm Đất Việt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm Đất Việt, gạch ngói không gieo mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.